Titi. Titi. Dạ, bây giờ tụi em sẽ đi phóng sanh nha. Titi. Honey, funny. Lucky, happy. Titi. Lucky, happy. Bông, rê. Còn Titi nữa, nó đâu rồi? Yeah. Titi. Đâu? Titi đâu? Ok. Nãy Titi chạy ngoài đường bị một người dí theo tính chụp bắt, nên Titi hoảng hốt chạy vô trong rừng trốn. Dạ, đúng là rái cá mà gặp người ngoài đường thì họ sẽ dí bắt. Thế nên em làm bảo tồn rái cá, em bảo vệ rái cá trong cái môi trường của em. Dạ, rái cá theo em là để đi hoạt động môi trường, đi giải cứu thiên nhiên động vật, chứ không phải làm thú cưng, nên em thả nó tự do ngoài tự nhiên. Nhưng mà nó có nguy cơ dễ bị người ta bắt hại lắm ạ. Mọi người xem clip của em nhớ ủng hộ. Dạ. Quý vị xem clip của em nhớ ủng hộ để có kinh phí bảo vệ rái cá. Dạ, như là cho rái cá ăn chẳng hạn. Đi, let's go. Let's go. Đi ra cái khu vực đó bị đuổi kìa. Ra cái khu vực đó đi, bị đuổi đây. Anh ơi. Đây. Tránh xa khu vực con người ra. Trời ơi. Tụi nó đi vô khu vực con người để cho người ta la rầy. Mình là đi chỉ con đường của mình thôi. Con đường mình đi là con đường không có người đi. Anh ơi, let's go. Đi con đường của mình, không đi đi con đường đó cho người ta la. Đây, con đường của mình nè. Quý vị thấy con đường của em không? Dạ. Con đường của em là con đường bá đạo. Con đường vô cùng bá đạo. Lẫn trốn con người. Con người mà thấy được là họ bắt mình. Nếu không Tê Tê, con thấy rồi đó, mối nguy cơ của con bị bắt rất là cao. Đây,